E. Lời khuyên tổng kết của Đức Thế Tôn về các tà kiến Kinh văn A nan như thị thập trùng, thiền na cuồng giải, giai thị hành ấm, dụng tâm giao hỗ, cố hiện tư ngộ Việc dịch A nan tất cả 10 thứ chi giải cuồng loạn trong thiền na như thế đều do tâm dụng công, giao sen với hành ấm nên phát ra ngộ giải này rằng a nan tất cả mười thứ chi giải cuồng loạn trong thiền na như thế tất cả mười thứ chi giải cuồng loạn sai lầm như thế được nói ở trên xảy ra trong thiền định đều do tâm dụng công giao sen với hành ấm nên phát ra ngộ giải này chính là do tâm nỗ lực công phu thiền quán giao sen với hành ấm Vấn đề gì sẽ xảy ra ở đây? Vì hành giả vừa vượt qua hành ấm, nếu tránh chi tránh kiến của hành giả thắng lướt thì anh ta có thể nhảy vượt qua rào cản này, nếu hành ấm thắng thì anh ta sẽ bị ma gá vào nên phát ra ngộ giải này. Kinh văn Chúng sanh ngoan mê, bất tự thốn lượng, phùng thử hiện tiền, dĩ mê vi giải, tự ngôn đăng thánh, đại vọng ngữ thành, đọa vô gián ngục. Việt dịch, chúng sinh ngu mê, không tự suy xét được, gặp phải cảnh ấy, nhận mê làm ngộ, nói rằng mình đã chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng chúng sinh ngu mê không tự suy xét được, chúng sinh thường bướng bình si mê và vô ý thức, không có một niệm phản tỉnh, tự hỏi mình là ai và căn tánh của mình là gì, gặp phải cảnh ấy khi trạng thái này xảy ra, liền bị bối rối hoảng loạn nhưng vì không gặp được vị thiện tri thức sáng mắt chỉ điểm cho. Nhận mê làm ngộ nói rằng mình đã chứng thánh, anh ta tuyên bố đã giác ngộ và đã thành Phật, thành tội đại vọng ngữ vì anh ta đã phạm tội đại vọng ngữ, như vậy nên sẽ đọa vào ngục vô gián. Kinh văn nhữ đằng tất tu tương như lai tâm ư ngã diệt hậu truyền thị mạt pháp biến linh chúng sanh giác liễu tư nghĩa vô linh tâm ma tự khởi thâm nghiệt bảo trì phúc hộ tiêu tức tà kiến việt dịch sau khi như lai nhập diệt các ông nên đem lời dạy của như lai truyền bá trong đời mạt pháp khiến cho tất cả chúng sinh hiểu rõ nghĩa này đừng để cho tâm ma tự gây những tội chướng sâu nặng giữ gìn che chở cho chúng xanh tiêu trừ tà kiến giảng sau khi Như Lai nhập diệt các ông nên đem lời dạy của Như Lai truyền bá trong đời mạt pháp khiến cho tất cả chúng sinh hiểu rõ nghĩa này sau khi Như Lai nhập niết Bàn trong tương lai a nan và quý vị trong tăng đoàn nên truyền bá lời dạy này của Như Lai những lời Như Lai đã giảng nói chỉ bày và giáo hóa cho chúng sinh trong đời mạt pháp được hiểu rõ nghĩa chân thực này quý vị nên chỉ bày cho toàn thể chúng sinh hiểu được những đạo lý này Đừng để cho tâm ma tự gây những tội chướng sâu nặng, giữ gìn che chở cho chúng sanh tiêu trừ tà kiến, đừng để cho tà ma sinh khởi trong tâm gây nên những tội chướng sâu nặng, đừng để cho mọi loài chúng sinh tạo nên nghiệp xấu bảo hộ che chở cho chúng sanh, tiêu trừ tà kiến, hộ trì Phật pháp, tiêu trừ tà kiến. Kinh văn giáo kỳ thân tâm khai giác chân nghĩa ư vô thượng đạo bất tao chi kỳ vật linh tâm kỳ đắc thiểu vi túc tác đại giác vương thanh tịnh tiêu chỉ việt dịch dạy cho họ giác ngộ đạo nghĩa chân thật nơi đạo vô thượng không lạc vào đường tẻ đừng để cho chúng sinh hài lòng với chút ít hiểu biết rồi tự cho là đủ phải là mẫu mực thanh tịnh của bậc đại giác vương giảng dạy cho họ giác ngộ đạo nghĩa chân thật, dạy cho chúng sinh giác ngộ nghĩa sâu rộng chân thật của đạo vô thượng, giúp cho thân và tâm chúng sinh trong đời mạt pháp hiểu được giáo lý chân thật tối thượng, nơi đạo vô thượng không lạc vào đường tẻ. Giúp cho chúng sinh không lạc vào đường tẻ, đừng để cho chúng sinh đuổi theo các giáo pháp nông cạn thô thiền mà không ham thích giáo pháp căn bản đừng để cho chúng sinh khi gặp phải những con đường tẻ thì hoang mang không biết đi đường nào đừng để cho chúng sinh hài lòng với chút ít hiểu biết rồi tự cho là đủ đừng để cho chúng sinh khao khát đạo giác ngộ vô thượng mà trở thành tự mãn hài lòng với chút ít sở đắc trong công phu là mẫu mực thanh tịnh của bậc đại giác vương các ông nên tự biến mình thành bậc đại giác vương làm mẫu mực khuôn phép cho giáo nghĩa thanh tịnh tức thời biến mình thành bậc chú tể trong đạo giải thoát, làm vị lãnh tụ mẫu mực, mô phạm thanh tịnh, không chấp nhận được chút ít sở đắc trong công phu tu tập là đủ. Một bề hướng thượng tinh tấn tu tập